Nhìn dòng sông lục bình trôi mang mát, xa cách quê nhà đã mấy mươi năm, cũng dòng sông cũng dưới ánh trăng tên bến Châu Giang, có người trai ra đi biển. Dạ, hình như bác có tâm sự gì buồn lắm phải không? Bác đã xa quê nhà hơn mấy chục năm trời rồi cháu à, lòng mong ngóng muốn trở về thăm quê thôi. Dạ, chẳng hay quê bác ở đâu ạ? Quê bác ở xã Phú Vinh, cháu có biết không? Dạ, cháu cũng là người quê hương Phú Vinh đây nè. Ồ, vậy là cháu vui lòng kể về quê hương Phú Vinh cho bác nghe được cháu. Dạ được. Vậy kể đi cháu. Cháu kể cho rồi sao nữa cháu? Đó là nói qua một vài đôi nét, cháu xin kể luôn toàn xa. Đảng ủy chính quyền đã có chủ trương lúa cần nông tăng ba vụ mùa, vậy là bà con ta sẽ khấm khá thêm nhiều. Rõ ràng mừng mẹ mới sơ sinh có y tế tiêm phòng trị bệnh, ngò hiểm nghèo bên tận mai sau, phổ cập giáo viên thì rất tận tình, quyết cho xã nhà một chữ xóa đi. Vậy là quê ta đòi mới thật rồi, bác cũng vô cùng mừng vui. Bác ơi, Phú Vinh quê ta màu mỡ phù sa mượt mà tươi tắm, cây lúa vàng bóng triệu hạt say quăng. Thank you.
cùng con vượt qua dòng sông hồ, tiểu nặng trong lòng hận lộ sông lăng, bắt theo tiếng gọi của hồn thiên sông. Con gái nhẫn nhằn gian khổ sinh, nay trở về đây như xóm làng đổi mới, cảm thấy trong lòng rộng rã mừng vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.